vụ lúa đông xuân năm nay, bà con nông dân huyện Phong Điền gieo sạ được 740 hectare lúa với các loại giống chủ lực như là OM5451, IR50404, Jasmine85. Thời điểm này, lúa đang bước vào giai đoạn chín vàng, chuẩn bị thu hoạch. Thời tiết năm nay khá thuận lợi cùng với việc xuống giống, tuân thủ đúng lịch thời vụ nên lúa phát triển tốt, ít sâu bệnh. Năng suất bình quân được đánh giá tăng so với vụ trước, ước đạt khoảng 9,2 tấn một hecta. Hiện tại, nông dân tích cực chăm sóc đồng ruộng và chuẩn bị vật tư, phương tiện cho thu hoạch. Qua kiểm tra, lãnh đạo huyện chỉ đạo ngành nông nghiệp địa phương quan tâm hỗ trợ người dân trong thu hoạch, đồng thời chủ động liên kết với thương lái đơn vị thu mua để nông dân bán được giá cao, tránh để xảy ra tình trạng ép giá.